hôm nay tôi lại mua kiến mọi người. Bộ kiến này nói thiệt nó sức hút khó tả lắm. Một combo vậy bên HT là tầm khoảng 800k á. Nhưng thiệt trải nghiệm nó đã lắm các bạn. Kiểu không nuôi thì thôi, nhưng mà nuôi rồi thì bị ghiền. Nhất là khi mấy bạn nuôi mấy loài săn mồi á, đầu tiên á như cũ là phải bôi miếng phấn cồn. Cái này ngăn cho tụi nó chui ra nha, như là kết giới vậy á. Rồi bây giờ thì cho bọn nó vào nè. Mặt mình trông căng thẳng thấy sợ luôn á. Các bạn cứ để vậy là bọn nó tự chui ra hà. Nó thấy ok là nó dời trứng ra từ 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 từ. Các bạn đợi tầm 1 đến 2 tiếng là tụi nó ổn định chỗ ở rồi thì cho ăn thôi. Thả con sâu vào coi thử. Bọn này nó cắn và chích một xí là con sâu nó phê thuốc nằm luôn. Nhưng mà bọn nó ăn lâu lắm nên thôi mình mốt mình quay cho các bạn xem nha. Rồi bây giờ nó chui xuống bên dưới nè, các bạn thấy được cả nguyên cái quy trình mà nó sống luôn. Nhiều người bảo là giờ con gì cũng nuôi được, đến con kiến còn thích đi nuôi. Ủa nuôi cái này nó có xấu đâu mọi người, nó cũng xả stress lắm luôn á. Hồi xưa thì mình hay bắt kiến ở ngoài vườn nuôi, giờ thì mình nuôi chuyên nghiệp hơn nè, vừa không bị cắn lại còn đẹp nữa. Bra. Kiến nặng quá rồi nên mình buộc phải mua thêm một tổ bự hơn. Để thỏa cơn nghiện thì mình yêu cầu HT kiếm cho mình một tổ to hơn, nhiều kiến hơn, và đặc biệt phải thỏa mãn mình là nó phải dữ hơn. Và sau 2 ngày chờ đợi trong mỏi mòn thì họ giao mình một tổ Techa Bonera. Tổ này hiện tại bao gồm một nữ chúa và tầm 150 worker là kiến thợ đó các bạn. Loài này thì mình khuyên không dành cho người mới nha, vì bọn nó độc và độc mạnh hơn ông chích. Điều mang rợ của tụi này là nó có thể chích liên tục và chích theo bầy nha các bạn. Nên chơi với bọn này cực kỳ cẩn thận luôn á. Mình sử dụng cái hồ khá là to để nuôi bọn nó. Hồ dạng này thì nó có bãi săn tương đối là rộng rãi, tụi nó có thể chạy qua chạy lại săn mồi dễ dàng hơn nè. Techa Bonera là một loài kiến cây và chúng nó chủ yếu ăn thịt, nghĩa là nó chuyên săn côn trùng, nên mình tin chắc rằng bọn này trong tương lai sẽ có nhiều điều thú vị khi quan sát nó lắm. Mình đang khoái con kiến ngàn đô của Úc lắm đó nha các bạn. Chả nhẹ xin vợ ta. Bra. Các bé đang phát triển rất tốt các bạn, hậu cung được chăm chút vô cùng kỹ lưỡng. Nếu cung cấp đủ lượng thức ăn thì mình nghĩ tổ này sẽ khá là lớn nha. Bọn này nó có thể săn được rết, ngoài tự nhiên nó là một loài chuyên săn rết đó các bạn. Mình cũng muốn cho ăn rết thử nhưng mà chưa tìm được con nào nhỏ vừa với kích thước và số lượng dân quân như vậy. Mà tổ phải tầm 1000 dân thì nó mới khả năng chiến được rết lớn. Nên bữa nào kiếm thử rết nhỏ cho ăn thử coi xem nào. Bữa được tặng kèm một cái nest nhìn từ bên trên, nhưng mà cái chỗ kết nối nó hơi hẹp nên mình phải điều chỉnh lại cho nó có thể nhét vừa cái ống nhựa nè. Sau khi hàn lại xong thì mình dán nhựa cho chắc chắn, rồi tạo đường thông với tổ chính. Thường thì muốn tụi nó di chuyển trứng qua chỗ này thì các bạn phải chiếu sáng vô chỗ tụi nó đang ấp trứng nè. Nó sẽ chuyển trứng qua chỗ tối hơn. Qua đây thì việc quan sát mình nghĩ sẽ nhìn đã hơn nữa đó. Mà thôi cứ thử vài ba hôm nữa coi nó có qua không. Ép tiền, ép duyên, ai nỡ ép chuyển tổ. Do mình đi du lịch nên mình chuẩn bị trước thức ăn cho tụi kiến. Một cái bình mật ong như thế này tụi nó bú đến 4 đến 5 ngày lận đó các bạn. Mình cũng không quên bỏ một cái ống nghiệm nước sạch như thế này. Tụi nó rất là thích nước sạch nha các bạn. Và nước rất là cần thiết. Hôm nay thì mình cho ăn dế. Dế là một con mồi khá là lớn. Thông thường thì cái bọn Techa Bonera này nó rất là dũng cảm, nó chỉ cần một con thôi là nó xử lý con mồi được rồi. Nhưng mà đối với những con mồi lớn như dế thì nó phải cần cả bầy tấn công như thế này. Thì sau vài vết chích đó là con dế hoàn toàn là bị tê liệt luôn. Sau khi mà xử lý xong con dế thì nó sẽ đem mồi vào cho ấu trùng ăn và cũng như rằng cho Win ăn. Nhưng mà mình phải hạn chế ăn dế thôi các bạn, tại dế nó nhiều ký sinh lắm, đặc biệt là bọn ve chét á. Lần sau thì mình sẽ cho ăn gián nha. Ok, đi du lịch thôi. Sau chuyến đi Đà Lạt về thì bầy kiến vẫn ổn các bạn. Mình dọn bớt mấy đồ dơ ra. Đồ dơ không dọn dễ sinh nấm mốc lắm. Bữa trước thì mình nói là cho ăn gián là do gián mình nuôi chứ không phải gián bắt dưới cống. Gián này thì ít ký sinh. Gián nuôi ăn toàn đồ chất lượng không thôi, nên mình kiểm soát được thực phẩm cho kiến ăn. Mình đang nuôi cả gián Red Runner và gián Dubia. Red Runner thì bọn nó không có nhiều nước nên thôi chiêu đãi một bữa bự cho tụi nó, mình cho ăn thêm Dubia. Dubia thì nó có nhiều dinh dưỡng nhưng bữa tiệc này to quá, tốn kha khá nhiều quân để xử lý con mồi bự như thế này. Mấy bạn có nuôi Techa Bonera thì nên nuôi tổ đã có nhiều quốc, chăm ít cực hơn mà thậm chí là khá là nhàn. Bọn Bonera săn mồi đã lắm luôn á, dù gì cũng không được quên chăm thêm mật ong. Tiếp tục kiểm tra hai mẹ con Mimosa Brevinoda thì bọn nó vẫn ổn. Mình để thêm một con sâu cho tụi nó ăn. Mimosa thì bọn nó có hai đứa thôi nên sâu mình phải xử lý trước khi cho ăn. Rồi xong rồi, đi du lịch mà lòng lo lắng không biết tụi nhỏ ở nhà ra sao. Thiệt là khổ tâm quá đi. Bra. Hôm nay nhìn vào tổ kiến thì bọn nó xử lý xong con gián Dubia rồi các bạn. Và đây là những gì còn lại của con gián. Nó tháo rời và dọn dẹp sạch sẽ tất cả bộ phận của kẻ xấu số, chỉ chừa lại phần cứng ít chất dinh dưỡng. Sau bao nhiêu ngày canh và quan sát thì nay cuối cùng mình cũng quay được con Win của tổ Techa Bonera. Nếu bạn nhìn kỹ trên lưng của con chúa, các bạn sẽ thấy dấu vết cánh đã bị cắt đứt của nó. Con chúa sẽ tự cắt cánh của nó khi nó đã phối xong và chọn được nơi làm tổ. Có một số loài kiến con chúa sẽ có cánh để bay đi tìm tổ, nhưng ở một số loài con Win phải đi bộ. Hoặc một số loài thì nó không có chúa mà nó chỉ có con thợ được phân cấp để chịu trách nhiệm vai trò
trò của chúa. Dù con Queen có thuộc bản thể nào đi chăng nữa thì nó chính xác là chìa khóa tồn vong của cả tổ. Hệ thống phân chia cấp bậc xã hội của loài kiến rất là phức tạp. Mỗi cá thể kiến sinh ra sẽ có vai trò trong hệ thống xã hội phức tạp đó, từ sinh sản, giao phối, chăm sóc trứng, cung cấp thức ăn, đánh chặn. Và việc quan sát tập tính xã hội phức tạp ở một loài vật nhỏ bé như vậy, chúng ta học hỏi được thêm rất nhiều điều đấy nha. Yeah, tôi có kiến xịn rồi mọi người. Đây là con Memesia brevinoda, một trong những dòng kiến hiếm và to nhất nước Úc. Nó thậm chí còn to hơn hai con Bull End bữa trước mình đã review. Tất nhiên đắt hơn là điều chắc chắn rồi. Một con kiến chú của loài này phải tốn rất nhiều thời gian để sinh sản, mà trứng của nó cũng phát triển vô cùng chậm, là một dòng cực kỳ khó nuôi và chỉ dành cho người chơi có kinh nghiệm. Để có được 3 đến 4 worker thì thời gian có khi lên tới 1 đến 2 năm. Thông thường thì một con queen của nó không thôi đã rất mắc rồi. Tuy nhiên nếu chỉ nuôi queen không thì lại rất cực, vì nó là loài kiến semi social, tức là con Queen phải tự đi kiếm ăn và nuôi ấu trùng, nên mình quyết định là phải mua Queen chung với Worker để tiết kiệm thêm thời gian. Worker sẽ phụ mẹ nó chăm sóc mấy bé em, ngoài ra Worker sẽ đi lượm thức ăn để nuôi Queen. Để mà nói thì trải nghiệm lần này của mình rất là liều khi dám bỏ ra số tiền lớn đến như vậy để được chạm tay vào con kiến mà mình ưa thích, đến từ đất nước mà mình rất yêu quý. Mình đã đặt thiết kế riêng một cái hộp nuôi Queen và mai mình sẽ update cho các bạn xem nha. Vì con kiến chú Bunen lần này nó có nhu cầu quá đặc biệt nên mình phải làm cho nó một cái hộp nuôi riêng. Hộp nuôi này được thiết kế bởi Mika Phước Lai. Kiến không thể nhìn thấy ánh sáng đỏ, do đó để giảm stress cho kiến chúa, mình yêu cầu bên sản xuất phải làm ra một chiếc hộp mà có thể gắn thêm lớp mica màu đỏ bên ngoài. Khi cần mình có thể tháo ra quan sát và có thể gắn lại cho kiến thoải mái. Hộp mica này cũng được trang bị khả năng nối ống thông. Đây là phương án dành cho sau này nếu mình muốn mở rộng tổ. Hầu hết những dòng Memesia không thích ở trong ống nghiệm bởi vì kích thước to lớn của nó, và đây là dòng có thói quen đi săn. Do đó đối với dòng kiến này, người ta phải làm dạng tổ kiến theo kiểu Queen Nest như vậy cho tới khi nó thật sự ổn định với 5-6 worker. Các dòng Bunen sống khá khô nên việc lót cát là phù hợp với nó. Ngoài ra ấu trùng của loài kiến này rất cần cát để làm kén. Theo đánh giá của mình thì đây là loài rất tò mò với không gian xung quanh, với tầm nhìn rất tốt nên nó có thể nhận biết được sự hiện diện của mình. Đó cũng chính là lý do tại sao nó khá dễ stress, nhưng cũng là điều thật sự rất là đã khi sở hữu loài kiến này. Hai con kiến quý tộc nhà mình khá là kén cá chọn canh trong bữa ăn của nó. Nó thường bỏ qua sâu, tuy nhiên lại cực kỳ thích dán Dubia và Red Runner. Điều này mình rút ra được thông qua việc thay đổi thực đơn liên tục cho mẹ con nhà nó. Một số người nuôi Memesia khác còn cho biết thậm chí những con kiến chú của họ chỉ thích ăn dế. Mặc dù là một loài được trang bị rất nhiều vũ khí, từ kích thước to lớn, kèn kẹp khủng bố và cả kim chích với độc thuộc nhóm độc mạnh nhất thế giới côn trùng. Và có đến 3% dân số đảo Tasmania bị dị ứng với nọc độc của loài này. Thì theo mình đánh giá, Memesia là một loài kiến khá là nhút nhát. Để quay được cảnh con Queen ăn như thế này là cả một quá trình đó các bạn. Tại bởi vì nếu mà mình kéo hộp ra ánh sáng nhiều quá nó sẽ trốn. Phần lớn thời gian mình sẽ để hộp nuôi trong bóng tối 100%. Bởi vì tầm nhìn quá tốt do mắt chúng rất to nên Memesia có khả năng nhìn thấy chuyển động của mình từ cách đó 2 đến 3 mét lận các bạn. Memesia là một trong những nhóm kiến nguyên thủy nhất trên trái đất, bởi vì nguyên thủy và cũng quý tộc nên phận con sen chỉ biết chăm chỉ kiếm tiền mà nuôi tụi nó thôi. Bra. Kiến đạn không chỉ cắn các bạn mà nó còn chích nữa nha. Mọi đau đớn bắt đầu từ cú chích này đây. Kiến chích khác ông chích ở chỗ, nó có thể chích nhiều lần và đừng bao giờ hỏi mình kiến đạn chích có đau không. Nghe tên là đủ hiểu nó đau cỡ nào rồi nha. Có nhiều người lầm tưởng rằng kiến đạn sẽ cắn và bơm độc, tuy nhiên trên thực tế kiến cắn chỉ là sát thương vật lý. Độc sẽ bơm vào người các bạn thông qua vết chích. Ai mà dù cắn sẽ không bơm độc nhưng nó cũng rất đau à nha. Con Neobonera villosa hay kiến đạn Texas trên tay mình thì vết chích nó có phần nhẹ nhàng hơn con Barabonera lavata, tức con kiến đạn nguyên bản đến từ Nam Mỹ. Vết chích từ loài villosa có mức đau trung bình 5/10 so với Lavata, và độ đau của nó kéo dài 5-10 phút sau khi chích. Đó chỉ là khi các bạn bị đốt bởi một con, còn mình không dám tưởng tượng nhiều con thì sẽ ra sao nữa. Thú thật là trên tay con kiến trong mơ này mình bị ghiền đó các bạn. Chắc không sớm thì muộn, đổi kênh thành thèm kiến luôn mất. Bra. Bé kiến đạn chịu ăn rồi các bạn. Theo mình thấy hai bé này khá là dạng. Ủa sao hai câu đầu nghe giống rap quá vậy ta? Chắc hôm nào rap vài bài nghe chơi thử. Ban đầu mình tưởng đây là một loài khá là nhút nhát như hai con Memesia nhà mình, được cái to xác mà thôi á. Xong mình sai rồi, nó có tính chủ động hơn rất nhiều và có vẻ nó không hề sợ hãi ánh sáng cũng như chuyển động luôn. Neobonera là loài có nhiều hình thái và hành vi nhất trong chi Bonera. Riêng con Villosa này nó có tập tính là cho những con thỏ cấp thấp đẻ trứng và sử dụng trứng đó để ăn. Dù tập tính này vẫn chưa mang rợ bằng bọn kiến Dracula, tuy nhiên nó cũng chứng minh rằng mỗi loài kiến sẽ có văn hóa lẫn hành vì vô cùng thú vị nhưng cũng sẽ rất phức tạp đấy nhé. Có nhiều bạn hỏi tại sao không đi sâu vào chuyên môn những thứ khó nhằn như vậy, nhưng kênh mình là về tất cả các loài dị biệt mà ít người ta quan tâm tới nên ánh đèn sân khấu sẽ dành cho tất cả các loài. Phần còn lại là sau bức màn, các bạn yêu loài nào chúng ta sẽ tự tìm hiểu sâu hơn này nha. Như vậy mới là sự thú vị nè.
Loài kiến có tốc độ kẹp càng nhanh thứ hai thế giới đó là kiến hàm 7 hay chắp jaw. Tốc độ khi kẹp hàm của chúng có thể lên tới 230 km/h. Còn top 1 server thì mình chưa có trong tay. Khi nào nó về rồi thì mình sẽ giới thiệu sau nha. Là một chi kiến được tìm thấy trong các khu vực nhiệt đới và cận nhiệt đới. Các loài chắp jaw này thường sở hữu cặp hàm to hay còn gọi là mandible, có thể mở rộng lên đến 180 độ. Do tốc độ kẹp hàm quá nhanh nên khi các bạn đụng vào chắp jaw, việc kẹp hàm sẽ đẩy cơ thể chúng bay về phía sau, nên bọn này còn được gọi là kiến tên lửa. Ngoài ra, khi nuôi chắp jaw các bạn sẽ nghe tiếng cạch 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 cạch, đó là âm thanh do bẫy kẹp của chúng phát ra. Dù có sở hữu cặp càng có tốc độ kẹp nhanh kinh khủng đến như vậy, các thợ săn trap jaw lại rất điêu luyện trong khả năng kiểm soát vũ khí của mình, đặc biệt là khi nó dùng những cặp càng này để di chuyển trứng hoặc ấu trùng, rất nhẹ nhàng và uyển chuyển luôn đấy. Mình cảm thấy cách nuôi trap jaw khá là tương đồng với cách nuôi của bọn Bunen, nên lần này mình sẽ ghé HT mua trap jaw và thử nghiệm xem có đúng như những gì mình nghĩ không nha. Bra. Kiểm tra lại tổ kiến thì đâu ra 3-4 con kiến thợ chui vào bình nước rồi chết đuối luôn trong đó. Đó cũng là lý do tại sao mình ghét dạng bình nước kiểu này. Sắp tới mình sẽ đặt mua dạng bình xịn hơn, còn không thì cứ ống nghiệm mà làm tới thôi. Gắp tụi nó ra thì không hiểu sao một con còn sống. Thế là mình cho nó lại vào tổ, hy vọng nó qua được kiếp nạn này. Dạo này mình cho ăn dán dubia nên rác trong tổ khá là ít. Mấy con kiến thợ cũng chết bớt cho đến tuổi rồi các bạn. Thông thường thì vòng đời của kiến nó cũng khá là ngắn thôi. Trừ con chúa ra thì kiến thợ có tuổi đời rất thấp. Riêng những con Bunen thì kiến thợ tuổi khá là cao, cá biệt có thể lên tới 18 tháng lận á. Nếu nhìn kỹ bên trong tổ thì các bạn thể thấy một số con ấu trùng lava đã bước qua giai đoạn nhộng buba rồi. Do mình cung cấp protein rất thường xuyên nên bọn ấu trùng phát triển cực kỳ nhanh chóng luôn. Buba là một giai đoạn mà nó sắp thành kiến rồi các bạn. Trong giai đoạn này các bạn sẽ thấy được cấu trúc cơ thể hoàn chỉnh của kiến. Ở loài Tetrabonera thì nó không kết kén nên các bạn có thể quan sát rất rõ ràng quá trình biến đổi từ ấu trùng thành nhộng. Nhưng ở một số loài thì bọn nó sẽ dùng vật liệu nền để kết kén. Sau khi nó phát triển ok rồi thì các kiến thợ anh em của nó sẽ cắt kén và lôi tụi nó ra. Nhiều thế hệ kiến sẽ chết đi và các thế hệ khác sẽ tiếp tục thay thế vị trí đó, và cuộc sống của tổ kiến vẫn sẽ tiếp tục mà thôi. Bra.